Đó, đây là toàn cảnh cái ngôi trường Tân Định mà chú Tâm Lê nhờ con quay lại để ôn lại kỷ niệm cho chú, và cũng như là ôn lại kỷ niệm cho tất cả anh chị và các bạn cô chú đã xa Sài Gòn lâu năm, đặc biệt là khu vực Tân Định này, để chúng ta nhớ về kỷ niệm thân thương một thời của mình ở cái khu vực Tân Định nha. Đó, thì ngày nay cái ngôi trường này nó vẫn như vậy, anh chị và các bạn. Lớp Ly nghĩ có chăng là nó đã sơn lại, được sơn sửa lại một chút xíu nào đó, nhưng về kiến trúc tổng thể thì lớp Ly thấy nó vẫn như vậy ha. Đó, thì hướng này là chúng ta đi ra Nguyễn Đình Chiệu, nay là Doãn Quốc Toản. Hướng này thì chúng ta sẽ đi về Yên Độ, nay là Lý Chính Thắng. Rồi lớp Ly sẽ lang thang một xíu cái đoạn đường này nữa, để chúng ta ôn lại kỷ niệm luôn ha. Đây cái bức tường của cái ngôi trường đây. Lớp Ly Sài Gòn chào anh chị và các bạn nha. Lớp Ly bây giờ hiện tại thì đang có mặt ở khu vực Tân Định anh chị. Thì hôm nay thì lớp Ly được một chú ở xa có nhờ lớp Ly về thăm lại cái ngôi trường Tân Định khi xưa. Nó nằm giữa cái khu vực đường Huỳnh Tịnh Của và Hai Bà Trưng đó anh chị. Khu vực Tân Định này thì lớp Ly cũng rất là hay về đây để làm những cái video chia sẻ những cái hình ảnh kỷ niệm khu vực Tân Định này cho anh chị và các bạn. Thì hôm nay lớp Ly cũng muốn mời anh chị và các bạn nói chung cũng như là một chú ở xa tên là Tom Lê ha, có nhờ lớp Ly về quay cái ngôi trường Tân Định khi xưa đó. Thì vừa là để chúng ta ôn lại kỷ niệm, vừa là để chúng ta nhìn xem cái sự thay đổi của Sài Gòn mà đặc biệt là khu vực Tân Định ngày hôm nay nó như thế nào ha. Rồi lớp Ly cũng hy vọng là anh chị thích cũng như là đăng ký subscribe ủng hộ cho lớp Ly. Rồi mời anh chị và các bạn cùng với lớp Ly chúng ta cùng lang thang ôn lại kỷ niệm khu vực Tân Định. Lớp Ly bây giờ đang đứng ngay cái ngã ba đường, đây là đường Lý Chính Thắng nè anh chị. Ngày xưa nó là đường Yên Độ nha, và đi thẳng phía trên kia chúng ta sẽ đi lên cầu Kiệu, đi qua chợ Phú Nhuận. Thì hôm nay á, như đầu cái video lớp Ly có giới thiệu là sẽ mời anh chị và các bạn, và đặc biệt là chú Tom Lê ha, chúng ta cùng đi về cái khu vực cái ngôi trường Tân Định khi xưa. Và lớp Ly chọn cái vị trí này để cho anh chị và các bạn cũng như chú Tom Lê có thể hình dung được cái vị trí mà lớp Ly sẽ đi ha, là đây là cầu Kiệu đây anh chị, và đây là đường Yên Độ khi xưa. Mà lớp Ly bây giờ sẽ quẹo bên tay phải đi cái hướng Hai Bà Trưng, ở đối diện anh chị và các bạn đây là đường Trần Quang Khải. Chúng ta đi thẳng cái khu vực này thì sẽ tới rạp Casino Đa Cao, cầu Bông ha. Rồi mời anh chị và các bạn cùng với lớp Ly chúng ta lang thang hành trình tìm về cái ngôi trường Tân Định khi xưa nha. Rồi gửi đến cái video này cho anh chị và các bạn, đặc biệt là chú Tom Lê, đã xa Tân Định rất là lâu rồi, thì bây giờ chúng ta có dịp ôn lại cái kỷ niệm này. Hướng này thì chúng ta sẽ đi tới công trường Mê Linh nha, anh chị và các bạn. Chúng ta sẽ đi qua một số cái ngã tư như là Phan Thanh Dạng nè, rồi Thiền Vương, nay là Võ Thị Sáu đó anh chị. Ở khu vực Tân Định ngay đường Hai Bà Trưng này thì có rất là nhiều cái nhà thuốc, hai bên rất là đông. Và chúng ta đi hướng này thì chúng ta sẽ tới luôn cái khu vực chợ Tân Định, nhà thờ Tân Định và trường Thiên Phước khi xưa đó anh chị. Đó, bây giờ thì lớp Ly sẽ quay lại phía sau một chút xíu nè, cho anh chị nhìn theo cái hướng này là chúng ta sẽ đi lên cầu Kiệu đó. Kia là hướng Trần Quang Khải. Đây là một số cái ngôi nhà khá là cổ xưa ở khu vực Tân Định này, và bây giờ bên dưới thì người ta bán thuốc tây khá là nhiều, pharmacy. Thì cái ngôi trường Tân Định đó, nó nằm giữa hai đường, đó là đường Huỳnh Tịnh Của và cái đường Hai Bà Trưng nha anh chị.
Đó, thì Lovely sẽ đi tới cái khu vực đó. Ở chúng ta ở đây thì có một cái ngã ba, đó là đường Nguyễn Văn Mai, một con đường nó cũng khá là ngắn thôi, và chúng ta đi thẳng cái đường này chúng ta sẽ đi ra Công Lý, ngày nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Và cái đường này thì bây giờ rất là nhiều cái tòa nhà cao tầng và rất là yên tĩnh nha anh chị. Rồi ôn lại một chút xíu cái đường Nguyễn Văn Mai này cho anh chị luôn. Rồi chúng ta tiếp tục đi tới khu vực phía trước, là chúng ta sẽ có một cái ngã ba đường ngày nay là đường Trần Quốc Toản, và xưa kia thì nó là đường Nguyễn Đình Chiểu nha anh chị. Thì chúng ta sẽ quẹo phải vô cái con đường Trần Quốc Toản đó để chúng ta tìm về cái ngôi trường Tân Định khi xưa. Bây giờ Tân Định nó khá là phát triển, và Lovely cũng có rất là nhiều cái video về cái khu vực Tân Định này rồi. Này là chợ Tân Định nè, nhà thờ Tân Định nè, khu vực ở xóm Cầu Mới, xóm Chùa ha, rất là nhiều cái vị trí. Và chúng ta đang đi ngang cái vị trí này, ngày nay nó là nhà sách Pha Sa. Thì xưa kia thì vị trí này nó là một cái nhà hát, một cái rạp cinema. Hình như là Lovely quên mất ở vị trí này là Kinh Đô, Kinh Thành gì đó anh chị và các bạn. Đó, chắc chắn là nhiều cô chú anh chị lớn tuổi sẽ nhớ cái vị trí này, rạp Kinh Đô, Kinh Thành gì đó, Lovely không nhớ chính xác lắm. Nó cách chợ Tân Định cũng không có xa đâu. Phía dưới kia là chợ Tân Định rồi đó. Đây là 371 Hai Bà Trưng anh chị, một cái hẻm chắc chắn là sẽ có rất là nhiều kỷ niệm đối với lại anh chị và các bạn nè. Cùng nhau ôn lại một chút xíu kỷ niệm. Bên kia là Y viện Tân Định, ngày nay nó là bệnh viện quận nhất đó anh chị. Sát bên là có chợ Tân Định đó ha. Và đằng sau chợ Tân Định thì có cái đường Mã Lộ khi xưa là những cái nơi đậu xe và cho ngựa ăn của các cái bác kéo xe ngựa để chở khách đi chợ Tân Định. Đây là đường Bà Lê Chân. Thì trước mặt anh chị và các bạn đây, đây là đường Trần Quốc Toản ngày nay đó anh chị. Xưa kia nó là đường Nguyễn Đình Chiểu. Thì thưa chú Tom Lê, bây giờ con sẽ quẹo vào cái mé đường Trần Quốc Toản này ha, để đi tới cái ngôi trường Tân Định khi xưa, để ôn lại kỷ niệm cho chú và anh chị và các bạn. Chúng ta đi thẳng đây sẽ tới đường Huỳnh Tịnh Của. Thì cái ngôi trường Tân Định nó sẽ nằm ngay bên cái đường Huỳnh Tịnh Của đó ha. Thì trước khi mà chúng ta đi tới cái trường Tân Định ôn lại kỷ niệm, thì trên đường này chúng ta sẽ đi qua một cái ngôi trường cũng không kém là rất là nhiều kỷ niệm với lại anh chị nè. Đó là ngôi trường Đồ Chiệu Trần Lục ha. Trần Lục Đồ Chiệu. Ngày nay á nó là ngôi trường Nguyễn Thị Diệu nha. Ở phía trên có một cái bảng rất là lớn và rõ ràng, đó là trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu. Xưa kia thì vị trí này nó là trường Nam Trần Lục Đồ Chiệu, mà Lovely cũng đã có một cái video để quay về cái ngôi trường này chia sẻ cho anh chị rồi ha. Rồi chúng ta sẽ ôn lại kỷ niệm cái ngôi trường này một chút xíu. Đó, những cái bức tường màu vàng lớn lớn kia là đều là cái ngôi trường này hết. Thì bây giờ Lovely không biết là nó có thay đổi nhiều so với lúc xưa hay không. Hướng này thì chúng ta sẽ đi ra lại Hai Bà Trưng đây anh chị. À,
Thưa anh chị và các bạn, cùng với lại chú Tom Lê ha, thì chúng ta đang đi cái hướng này để đi về cái khu vực cái ngôi trường Tân Định. Nó nằm sát bên trường Đồ Triệu khi xưa đây anh chị. Và phía trước kia là cái ngã ba đường Huỳnh Tĩnh của cái ngã tư đường Huỳnh Tĩnh của anh chị. Đó, phố xá bây giờ thay đổi rất là nhiều ha, những cái nhà building nó mọc lên rồi thay thế cho những cái căn nhà nhỏ và cổ khi xưa đó. Đó, cái ngôi trường Nam Trần Lục Đồ Triệu này nó khá là lớn nè. Đó, nguyên từ cái góc này nè, nguyên từ cái góc này. Và chúng ta đi tú qua đây độ tầm khoảng phải 500m đó anh chị và các bạn. Đó, thì sát bên cái khu vực trường Đồ Triệu này, chúng ta đang đi gần sát tới khu vực trường Tân Định khi xưa. Ngày xưa thì lớp Ly nhớ là cái khu vực Đồ Triệu này, theo tìm hiểu thì nó là một cái ngôi trường của nam, hình như là nam nữ học riêng chứ không có học chung, đúng không chú Tâm Lê và anh chị và các bạn. Thì ngày nay thì cái khu vực ở đây có một cái ngôi trường sát bên trường Nguyễn Thị Diệu đây, ngày nay nó là trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn. Thì như con tìm hiểu thưa chú Tâm Lê cùng với anh chị và các bạn, thì cái ngôi trường Nguyễn Thái Sơn này ngày hôm nay thì xưa kia nó là trường Tân Định đó. Thì ngày nay thì nó cũng thay đổi không quá nhiều đâu. Anh chị và các bạn có thấy phía trên kia có một cái bức tường rất là cổ rồi, nó bạc màu rồi anh chị. Khi xưa cái vị trí đó thì có thể là có rất là nhiều kỷ niệm đối với lại anh chị và các bạn ha. Bây giờ lớp Ly sẽ đây là cái cổng nằm phía bên mặt đường Nguyễn Đình Chiểu nha. Bây giờ lớp Ly sẽ đi vào cái con đường Huỳnh Tĩnh của góc ngã ba kia để chúng ta nhìn rõ cái cổng lớn nằm phía bên đường Huỳnh Tĩnh của ha. Đây, ngôi trường này thì bây giờ chắc chắn là lớp Ly không có vào được, tại vì bây giờ người ta cũng nghỉ hè rồi anh chị và các bạn. Hy vọng chú Tâm Lê có thể hình dung được cái vị trí mà con đang đứng ha, và đang chia sẻ cho chú. Thôi bây giờ thì con đang đi vào cái khu vực đường Huỳnh Tĩnh của nha chú Tâm Lê. Cũng mời anh chị và các bạn cùng đồng hành với lại lớp Ly luôn. Ngày nay thì nó có một cái bảng đường như vậy ha. Và đi theo thẳng cái hướng này thì chúng ta sẽ đi tới Yên Độ và đi vào cái xóm Vự Gạo, xóm Cù Lao. Một số cái xóm ở khu vực đó. Đây, chúng ta sẽ đi từ từ tới cái khu vực trường Nguyễn Đình, trường Tân Định khi xưa ha. Thì bây giờ nó là trường tiểu học ở Nguyễn Thái Sơn. Đây, ở phía sau này thì nó có một cái bức tường. Đây anh chị, chú Tâm Lê, bây giờ thì mình có một cái bảng như vậy ha, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đó. Đây bắt đầu từ cái vị trí này đây, là cái ngôi trường Tân Định khi xưa. Thì cái ngôi trường này lớp Ly con không nhớ, không biết là khi xưa thì nó là trường của nam hay của nữ ha, nhưng mà nó nằm sát bên cái trường Đồ Triệu Trần Lục đó. Trường Nam Trần Lục Đồ Triệu đó, lúc nãy con có quay ở đầu cái video. Đây, cái vị trí này là cái vách tường phía bên ngoài cái ngôi trường này, không biết bây giờ nó có thay đổi nhiều so với khi xưa không. Nhìn rất là cổ. Phía bên trong đó, cái camera của con thì không có quay tuốt vô bên trong được. Đây là phía đầu cái ngôi trường đây. Phía cổng chính rất là lớn đây anh chị và các bạn, cũng như là chú Tom Lê. Con sẽ dựng lại cái vị trí này nó lâu một chút xíu để
anh chị và các bạn có thể hình dung được và ôn lại được rất là nhiều cái kỷ niệm. Cái ngôi trường này thì con thấy là nó rất là cổ xưa rồi, cái kiến trúc của nó không có giống như ngôi trường bây giờ, đúng là một cái kỷ niệm mà khá là lâu rồi ha. Đó, những cái mái ngói kia, những cái kiến trúc vuông vuông cái ô kia thì bây giờ trường bây giờ người ta không xây như vậy nữa. Và trường bây giờ thì người ta sẽ xây những cái building lớn, cao, to. Đó, đây là phía trước cổng trường Tân Định đây. Con sẽ lia camera một chút xíu xung quanh cái khu vực phía trước trường này để chú Tâm Lê cũng như anh chị và các bạn có thể ôn lại một xíu cái kỷ niệm nha. Hướng này thì chúng ta sẽ đi ra Yên Độ đây, ngày nay nó là Lý Chính Thắng. Thì phía trước trường thì bây giờ là lớp Ly thấy là rất là nhiều cái building, những cái tòa nhà lớn rất là đẹp xây dựng lên rồi ha. Không có còn chắc là không có còn không có còn giống như ngày xưa nữa đâu. Thì đây là một cái building có kiến không. Đó, hướng này chúng ta sẽ đi ra đường Trần Quốc Toản ngày nay, xưa kia nó là Nguyễn Đình Chiểu. Thì đối diện với lại trường Tân Định đây chú Tâm Lê. Thì nó có một cái ở đây có một cái chùa, trong hẻm này có một cái chùa. Đây là hẻm 27. Hẻm 27 đường Huỳnh Tịnh Của nha, là chùa Vạn Thiên, chùa Huệ Đăng. Ok, thì con sẽ đi vào đây một chút xíu ha. Sẵn tiện mình đi luôn, đi lại mình ôn lại kỷ niệm luôn. Đây có một cái bạn ha. Không biết cái ngôi chùa này lâu chưa, nếu mà lâu rồi thì chắc chắn là chú Tâm Lê cũng như anh chị và các bạn sẽ nhớ cái con hẻm này ha. Ồ, trong này bây giờ nhà rất là đẹp. Đây là cái con hẻm mà không biết mình đi vào cái đường chùa nó nằm ở đâu. Ôn lại một chút xíu trong những cái con hẻm như vậy luôn. Khu vực Tân Định này thì có rất là nhiều hẻm mà rất là nhiều kỷ niệm với lại anh chị và các bạn. Chú cho con hỏi cái chùa nó nằm đường nào vậy chú? Đi thẳng vô không? Dạ cảm ơn chú. Đây chắc là ở đây rồi nè, cái kiến trúc rất là cổ nè, cũ rồi ha. Thì ôn lại một chút xíu kỷ niệm này cho anh chị và các bạn luôn nha. Đây cái ngôi nhà này nó cũ quá rồi. Lớp Ly chỉ thấy có một cái tượng Phật Bà ở nằm ở phía đầu thôi, còn không có thấy có hoạt động gì hết. Đây anh chị và các bạn đó. Rồi sẵn dịp thì Lớp Ly ôn lại kỷ niệm chút xíu thôi ha, và chúng ta sẽ quay ra cái khu vực ở trường Tân Định tiếp tục để chúng ta loanh quanh ở đó ôn lại một chút xíu kỷ niệm nữa, để cho anh chị và các bạn cũng như chú Tâm Lê ôn lại những cái nỗi nhớ, những cái kỷ niệm khi xưa nha. Rồi đó, đây là toàn cảnh cái ngôi trường Tân Định mà chú Tâm Lê nhờ con quay lại để ôn lại kỷ niệm cho chú, và cũng như là ôn lại kỷ niệm cho tất cả anh chị và các bạn cô chú đã xa Sài Gòn lâu năm, đặc biệt là khu vực Tân Định này, để chúng ta nhớ về kỷ niệm thân thương một thời của mình ở cái khu vực Tân Định nha. Đó, thì ngày nay cái ngôi trường này nó vẫn như vậy, anh chị và các bạn. Lớp Ly nghĩ có chăng là nó đã sơn lại, được sơn sửa lại một chút xíu nào đó, nhưng về kiến trúc tổng thể thì Lớp Ly thấy nó vẫn như vậy ha. Đó, thì hướng này là chúng ta đi ra Nguyễn Đình Chiểu, nay là Trần Quốc Toản. Hướng này thì chúng ta sẽ đi về Yên Độ, nay là Lý Chính Thắng. Rồi Lớp Ly sẽ lang thang một xíu cái đoạn đường này nữa,
để chúng ta ôn lại kỷ niệm luôn ha. Đây cái bức tường của cái ngôi trường đây. Con đường Huỳnh Tịnh Của này là một con đường khá là ngắn nhưng mà có rất chứa rất là nhiều cái kỷ niệm đối với anh chị và các bạn, những cái kỷ niệm thời thiếu niên của rất là nhiều người ha. Ở phía sau ngôi trường này bên cạnh thì có một cái ngôi nhà cực kỳ là cổ xưa luôn anh chị. Rồi. Như vậy là thưa chú Tâm Lê cùng với lại tất cả cô chú, anh chị và các bạn gần xa, thì lớp Ly vừa mới chia sẻ cho tất cả anh chị và các bạn cái video về cái ngôi trường Tân Định khi xưa. Thì bên cạnh đó là chúng ta cùng ôn lại luôn cái kỷ niệm về cái ngôi trường Nam Trần Lục Đồi Triệu, cũng như là con đường Huỳnh Tịnh Của, đường Nguyễn Đình Chiểu, khu vực Tân Định. Đó là những cái điểm nhấn trong cái video mà lớp Ly muốn gửi tới cho anh chị và các bạn, cũng như là chú Tâm Lê đã yêu cầu lớp Ly chia sẻ về cái ngôi trường này ha. Thì cũng xin được chúc anh chị và các bạn có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống, và chúng ta cùng nhau thư giãn, ôn lại cái kỷ niệm thời thơ ấu của mình ở khu vực Tân Định nói riêng và Sài Gòn nói chung. Thì xin phép được hẹn gặp lại anh chị và các bạn, cũng như các cô chú ở những cái video sau trên kênh của lớp Ly Sài Gòn. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục cuộc sống hàng ngày, rồi những cái kỷ niệm khi xưa sẽ được lớp Ly ghi lại và gửi đến cho anh chị và các bạn vào những cái ngày gần nhất. Rồi, xin tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị và các bạn nha.